Chào mừng tất cả các bạn đã đến với tập podcast ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng nhau nghe một câu chuyện mang tên câu chuyện này có phần một chút ma mị nhưng mà cũng đầy cảm xúc mang tên là tìm anh tại một thị trấn nhỏ nằm giữa những ngọn đồi và những ngọn cây dày đặc có một câu chuyện người dân thường kể với nhau trong giọng gùn gợn câu chuyện thiên về tâm linh đó là một cô gái trẻ. Cô ấy xinh đẹp và là người từng sống ở ngôi làng này. Cô ấy tên là Lan, người đã mất trong người đã mất tích một cách bí ẩn trong nhiều năm trước. Lan là một cô gái sống động và đầy sức sống, cô nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp, thước tha và nụ cười trong sáng. Cô có một mối tình đẹp với nam, một chàng trai cùng tuổi. Họ là một cặp đôi hạnh phúc luôn bên nhau và chia sẻ với nhau từng khoảnh khắc ngọt ngào. Họ đã lên kế hoạch cho tương lai của họ rất nhiều, họ muốn cùng nhau. Và Nam cũng hứa là sẽ ở mãi mãi bên cạnh của Lan. Và hai người đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Họ là thanh mai trúc mã của nhau. Nhưng mà số phận không phải lúc nào cũng mỉm cười. Vào một đêm mùa hè, khi ánh trăng sáng vần vật Lan quyết định đi dạo quanh hồ gần nhà. Cô và Nam đã hẹn gặp nhau ở đó, nhưng mà khi Nam đến thì Lan đã không còn ở đó nữa. Tìm kiếm cô trong suốt đêm và suốt ngày, Nam không tìm thấy dấu vết nào của Linh cả. Mọi nỗ lực của mọi nỗ lực của Nam đều không có kết quả và cuối cùng Lan bị tuyên bố là đã mất tích. Những năm tháng trôi qua thì mối tình của nam và lan đã trở nên lắng xuống và những đau khổ mất mát về lan cũng dần dần quên đi trong lòng của mọi người nhưng mà đó là một gánh nặng đè nặng trái tim của nam trong suốt thời gian qua trong một đêm hè khác thì khi ánh trăng lại sáng lên như trước nam quyết định trở lại hồ nơi lan đã mất tích để nhớ về những kỷ niệm và tìm kiếm một chút an ủi khi mà nam đứng bên hồ đột nhiên anh cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo cảnh vật xung quanh của mình dường như đã trở nên mờ ảo và nam bắt đầu nghe thấy tiếng thì thầm dịu dàng bất ngờ một bóng dáng mờ ảo hiện ra trước mặt đó là lan người con gái mà anh đã từng nhung nhớ cô có vẻ u sầu và buồn bã với đôi mắt long lanh như thể đang tìm kiếm gì đó nam sững sờ không tin vào mắt mình Lan từ từ bỗng nhiên tiến lại rằng. Đôi mắt của cô không rời khỏi Nam. Cô không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đưa tay ra. Như thể là muốn nắm chặt lấy tay anh. Nam cảm thấy trái tim của mình như thắt lại. Nhưng mà anh không thể nào mà rời đi được. Anh đã chờ đợi khoảng khắc này rất lâu rồi. Và anh không thể nào tin rằng Lan đang đứng trước mặt của mình. Anh tưởng chừng đã không thể nào gặp lại cô. Nhưng đột nhiên, một tiếng sạc như xé tim, Lan nhẹ nhàng lướt qua khỏi Nam. Và anh cũng dần dần nhận ra, bóng dáng ấy không phải là bóng dáng của người con gái mình yêu, mà nó chỉ là oan hồn của cô, và cô đã thật sự rời khỏi thế giới này rồi. Và Lan đã dẫn Nam đến gần bờ hồ hơn, nơi mà họ đã hẹn nhau lần cuối. Tại đó, Nam nhìn thấy một bức tranh huyền bí dưới ánh trăng phản chiếu qua mặt nước, tạo nên một hình ảnh giống như Lan đang vẫy tay gọi anh. Nam cảm nhận được một cảm giác đau đớn và yêu thương lẫn lộn với nhau. Anh biết rằng Lan vẫn còn ở đây, nhưng mà không phải theo cách mà anh mong đợi. Lan cuối cùng cũng quay lại nhìn Nam. Đôi mắt của cô chứa đựng nhiều sự đau đớn và chờ đợi không thể nào hoàn thành với một nụ cười nhẹ cô dần dần mờ ảo và biến mất dưới ánh trăng như thể là tìm thấy sự thanh thản mà cô cần từ đêm đó thì trở đi nam thường xuyên trở lại hồ để tưởng nhớ lan và anh cũng mong chờ được gặp lại cô nhưng mà tiếc thay cô không còn ở đó nữa và nhưng mà tình yêu của họ vẫn luôn tồn tại lan sẽ luôn là một phần đời của nam và mỗi đêm khi ánh trăng lên nam thấy lan như là đang ở bên mình trong những giấc mơ trong trái tim và đó là sự vĩnh hằng không thể nào quên đi được và trong một thời gian sau đó thì trong làng có một người thanh niên cũng trẻ tuổi nam và lan và ngày xưa họ đã từng là ba người chơi chung rất thân với nhau nhưng kể từ lúc nam và lan chính thức hẹn hò thì mối quan hệ của nọ họ dần trở nên xa cách và vài tháng sau đó chàng trai kia đã bỗng dưng phát điên và những lời nói lảm nhảm của anh đã dệt nên một câu chuyện về cái chết của lan chính anh ta đã hãm hại cô và muốn chiếm đoạt cô nhưng mà lan dùng mọi cách của mình để có thể cự tiệc nhưng không ngờ sợ bị mọi chuyện phát hiện, gã thanh niên ấy đã dùng tay siết chặt cổ cô cho đến chết và dìm cô xuống dòng nước lạnh lẽo bên bờ hồ. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập sau. Bye! Chào mừng tất cả các bạn đã đến với tập podcast ngày hôm nay và rất vui khi được gặp lại các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề đầy cảm xúc và sâu sắc đó là Trốn chạy nỗi đau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm của chống chạy nỗi đau cũng như là những cách mà chúng ta thường sử dụng để đối phó với nỗi đau của mình và cách tìm kiếm sự chữa lành khi mà chúng ta đối diện với những thử thách đó nha. và chống chạy nỗi đau là một hành động như là chúng ta đang cố gắng để làm giảm bớt nỗi đau của mình sự mất mát mà chúng ta khó có thể nào mà trải qua được trong cuộc sống những cái nỗi đau đó xuất phát từ những cái nguồn khác nhau như là mất mát, thất bại, tổn thất trong tình cảm hay là sự mất cân bằng trong cuộc sống. Khi mà chúng ta đối mặt với quá nhiều hỗn độn cũng như là nỗi đau cảm xúc đang xen với nhau, nhiều người có xu hướng là trốn chạy nó để làm giảm bớt thay vì đối diện và xử lý nó. Trốn chạy nỗi đau có thể diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Một số người có thể tìm thấy các hoạt động giải trí, ăn uống hay là mua sắm để làm nó tốt hơn tạm thời. Những người có thể là tìm kiếm sự an ủi bằng cách là tìm một cái mối quan hệ mới hay là thậm chí là nghiện thuốc hoặc là nghiện rượu. Mặc dù những phương pháp này có thể mang lại cái giải pháp giải tỏa tức thời, nhưng mà nó không hiệu quả cho việc chữa tận gốc cái sự cái nỗi đau của bạn. Nó sẽ để lại một cái hệ quả lâu dài cho cuộc sống của bạn và có nhiều cách mà người ta sử dụng để trốn chạy nỗi đau như là tìm đến các hoạt động giải trí. Nhiều người muốn giải tỏ nỗi buồn của mình bằng cách chìm đắm trong các hoạt động giải trí như xem phim, chơi game. Họ lao đầu vào những cái thú vui đó một cách vô tội vạ, có khi còn ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Mặc dù những hành động này có thể tạm thời làm cho bạn quên đi nỗi đau, nhưng mà chúng không thể nào giải quyết được vấn đề cơ bản của nó. Và nó có thể làm cho các bạn cảm thấy là trống rỗng hơn khi mà kết thúc những cái cuộc giải trí đó ăn uống quá đa ăn uống quá đà cũng là một trong những cái thứ mà khiến chúng ta có thể là giảm bớt được căng thẳng và có thể an ủi một phần nào đó khi mà chúng ta ăn đồ ngọt để an ủi tâm trạng nhưng mà nó có thể gây ra cho chúng ta những cái vấn đề như là sức khỏe cũng như là béo phì hoặc là gói loạn tiêu hóa một số người có thể tìm đến thuốc hoặc là rượu chất kích thích để tạm thời quên đi cảm giác đau đớn Tuy nhiên, việc lạm dụng những cái chất này có thể gây ra nghiện và những vấn đề về sức khỏe rất là nghiêm trọng luôn. Hoặc là tránh xa vấn đề. Có nhiều người chọn cách phớt lờ nó. Tìm cách, tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để kéo chúng ta phớt xa cái nỗi đau đó. Như là cắt nó vào một cái nơi nào đó sâu thẳm trong thâm tâm. Luôn trốn tránh nó mỗi khi có ai đó nhắc về. Hoặc là từ chối đối diện với vấn đề đó. Ngừng giao tiếp với những người có liên quan để tránh nhắc lại những cái vấn đề mà mình không muốn nghe, không muốn đối diện với nó. Nhưng nó thường dẫn đến những vấn đề như chúng ta có thể là tích tụ lại nó như là một cái quả bơm nổ chậm bên trong con người của bạn vậy. Mặc dù việc trốn chạy nỗi đau là phản ứng tự nhiên và chúng ta nhưng mà chúng ta phải vượt qua nó và học cách đối diện cũng như là chữa lành cho chính bản thân chúng ta đầu tiên chúng ta cần phải là nhận diện nỗi đau của mình và chấp nhận nó nó là một phần của cuộc sống chúng ta nó là một phần trên hành trình và việc thừa nhận cảm xúc của mình không có gì là xấu hổ cả và chúng ta phải thừa nhận nó chúng ta phải tìm ra vấn đề của nó thì chúng ta mới có thể giải quyết nó một cách tận gốc được ngoài ra thì khi bạn cảm thấy quá cô đơn thì có thể là tìm kiếm đến những người mà bạn tin tưởng biết đâu họ đã từng trải qua những cái nỗi đau giống bạn họ đã có kinh nghiệm rồi họ có thể là chia sẻ cho bạn cũng như là giúp bạn nghĩ thông suốt hơn hoặc là đơn giản họ ngồi đó lắng nghe những cái việc buồn của bạn và nếu nặng quá thì chúng ta có thể đi đến những cái nơi mà có bác sĩ tâm lý để hỗ trợ chúng ta và ngoài ra chúng ta cũng có thể là Uh, thuyền định yoga để giảm căng thẳng và lo âu đồng thời cũng cung cũng cung cấp cho mình sự bình yên và rõ ràng hơn trong tâm trí làm cho bạn cảm thấy là mình được sáng suốt hơn thư giãn hơn để đối diện với nỗi đau một cách bình tĩnh ngoài ra thì hãy xác định nguyên nhân gây ra cái nỗi đau đó và lập kế hoạch cũng như là củng cố lại nội tâm của mình để tránh cũng như là rút kinh nghiệm tránh lặp lại những cái tình huống gây ra sự tổn thương cho bản thân tìm kiếm những hoạt động và sở thích yêu thích của mình thay vì là cứ tìm cách là những cái cách thức vô tội vạ để vùi lấp đi cái nỗi đau thì chúng ta hãy tiếp nhận nó trong niềm vui và sự hài lòng. Bằng cách là trước tiên hãy hài lòng với những điều nhỏ bé trong cuộc sống trước đã. Và các bạn thân mến, trốn chạy nỗi đau không là phải là cách tốt nhất. Hãy đối diện với nó để tìm ra cách tốt nhất theo mà tốt nhất cho nỗi đau của bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập sau. Bye.